Hôm nay em đóng gói gửi cho người anh ở Hà Nội cái điếu vẽ phù dung chim trĩ rất là đẹp luôn. Thì cái điếu này nó là một trong những cái trang phẩm đồ cổ của triều nhà Nguyễn. Em vừa đăng cái điếu lên thì người anh đã chốt luôn, bởi vì cái giá trị nó rất là hợp lý. Mà trên thị trường thì nói chung là nó cái dòng này nó thuộc dạng gọi là cũng hiếm, vì cái nó vẽ vắt một cái nhành hoa của hoa phù dung. Thì thay vì ở đây nó có những án thơ, những cái dòng thơ, nhưng mà đây nó vẽ vắt cái nhành hoa lên như thế này, rất là hiếm, ít gặp. Cái điếu này em cũng đã chốt về Hà Nội, hiệu chữ Thọ đây. Khi giao dịch mua bán thì em luôn có những cái tem bảo hành của em như thế này. Đó. Đây là cái ly trà. Cái ly trà vẽ tích đây là cái điển tích Bá Nha Tứ Kỳ, một trong những cái điển tích mà nói lên cái tình nghĩa bạn bè tri âm tri kỷ. Đó, đây là cái đồ cổ của triều nhà Nguyễn, hiệu chữ Ngọc, rất là đẹp. Và cái ly này em cũng gửi về Sài Gòn cho người anh. Thì trong những cái trang phẩm quý thì đều có giá bảo hành như thế này. Đó, thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ kết nối gọi điện trực tiếp với em để mà em trao duyên từng món đồ và gửi đi đến khắp mọi nơi cho các bác.